Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Lạ đúng không? Đấy, hôm nay là mình quyết định ra ngoài quán cà phê để mà đổi gió, thay đổi góc làm việc một chút xíu và thay đổi cái không gian làm việc một chút xíu. Và quan trọng hơn cả là mình làm việc vào buổi tối cơ các bạn. Đấy, bình thường ngồi văn phòng cả ngày rồi, ngồi góc làm việc cả ngày rồi, thấy đôi khi nó cũng bí bí. Phải kiếm một cái nơi nào đấy để mà thay đổi. Đấy, phải kiếm một cái nơi nào đấy để mà tìm cái nguồn cảm hứng mới. Đấy, thế chả có một cái chỗ nào hợp lý hơn là ngồi quán cà phê cả. À, đương nhiên là quán cà phê thì cũng có quán cà phê VIP, cà phê rác, mình cũng đang kiếm ở đây được một cái góc khá là xịn sò, view ra ngoài này đẹp đúng không mọi người. Nói chung là ngồi quán cà phê lại còn ngồi buổi tối các thứ nữa thì mình nghĩ rằng nó sẽ giúp mình có thể suy nghĩ được nhiều thứ hơn và mình có thể tìm được nhiều những cái ý tưởng mới mẻ hơn. Và thực sự thì đã từ lâu lắm rồi mình không còn mang laptop ra bên ngoài để mà làm việc vào buổi tối như thế này nữa. Bởi vì rõ ràng laptop bây giờ hầu như là nó nặng, nhưng cái con mà nó đáp ứng nhu cầu của mình thì thường là rất to và rất nặng. Và đã từ lâu lắm rồi mình đều chỉ mang những cái tablet ra ngoài như thế này. Và gần đây là Galaxy Tab S8 Ultra. Cái con này này nó rất lớn, thế nhưng mà nó vẫn nhẹ, nó chỉ có 726g mà thôi. Và nếu như các bạn lựa chọn những cái mẫu bé hơn như là Galaxy Tab S8 Plus thì nó chỉ là 575g, là với Galaxy Tab S8 thì nó chỉ là 502g thôi. Các bạn cứ tưởng tượng là nó nhẹ hơn rất rất nhiều khi so sánh với những chiếc laptop. Mà cái con Tab S này của mình vẫn có kích thước màn hình lên tới 14.6 inch, nó vẫn có một không gian hiển thị cực kỳ lớn như thế này nên mình vẫn có thể làm việc một cách cực kỳ thoải mái luôn. Quan trọng hơn cả nó là Samsung Dex, nó có rất nhiều công cụ để mình có thể đa nhiệm và làm việc rất rất nhiều. Từ nãy giờ các bạn cũng thấy mình cầm S Pen đúng không? Đấy cũng chính là cái công cụ mà mình sử dụng nhiều nhất khi làm việc với chiếc tablet này, thứ mà những chiếc laptop bình thường không thể nào làm được. Và mình tin là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là mình không có cắm sạc pin biết các thứ như này thì liệu có bị lo hết pin hay là không. Nhưng mà đôi khi chúng ta mang ra ngoài quán cà phê mà kiểu làm qua đêm chẳng hạn thì các bạn không phải lo. Con này vẫn có dung lượng pin cực kỳ lớn, lên tới là 11.200 mAh. Và nó có thể sử dụng được khoảng tầm 14 tiếng liên tục. Vậy nên là các bạn không bao giờ phải lo lắng về vấn đề đấy là Tab S8 Ultra pin có tốt hay là không, và liệu có đủ cái thời gian để các bạn làm việc hay là không. Thậm chí nếu chẳng may có hết pin thì với sạc nhanh 45W thì nó cũng sẽ giúp các bạn có thể sạc pin lại cho chiếc tablet này một cách rất là nhanh, và các bạn lại vẫn có thể quay trở lại để chúng ta có thể làm việc một cách cực kỳ là tuyệt vời luôn. Mà chưa kể với Galaxy Tab S8 Ultra có một cái mình đặc biệt thích, đó là cái màn hình Super AMOLED của nó. Các bạn cứ hiểu là cái màn hình này nó mang lại một khả năng hiển thị rất là đẹp, màu sắc thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Chưa kể nước màu đen nó rất là sâu, thế nên khi mà mình làm việc trong những cái môi trường ánh sáng kiểu như này, phức tạp như này này, thì nó vẫn mang lại một cái khả năng cân chỉnh về màu sắc rất là tốt. Và nó giúp cho mình có thể theo dõi được mọi cái nội dung một cách ok hơn. Màn hình 120Hz cũng mang lại cho mình những cái trải nghiệm khi mà vuốt vuốt chạm chạm hay thậm chí là thao tác trên cái màn hình này, nó trở nên mượt mắt hơn, sướng mắt hơn rất là nhiều. Và cái tỷ lệ của nó cũng là chuẩn điện ảnh 16:10. Thế nên những lúc mà mình cần phải xem lại những cái video mà các bạn editor gửi cho mình này, hoặc thậm chí là mình cần phải tham khảo những cái kênh khác, thì cái màn hình này cũng sẽ giúp cho cái trải nghiệm xem video của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Nó sẽ rất khác so với cái màn hình tỷ lệ 4:3. 4:3 thì xem video nó cứ bị mảng đen bên trên bên dưới rất là dày, nhìn rất là khó chịu. Mà kể cả con này có bị cái mảng đen bên trên bên dưới một chút ạ, thì nhờ cái màu đen cực kỳ sâu của Super AMOLED, nó cũng khiến cho cái nội dung nó được tràn ra, nhìn nó hòa quyện ra, nhìn vẫn rất là thích. Và đấy vẫn là một trong những cái mình cảm thấy thực sự rất là tuyệt vời trên cái con tablet này khi mà ngồi làm việc với nó. Và như mình đã nói, nó có Samsung Dex, thì đây là một cái công cụ để giúp mình có thể chạy đa nhiệm được nhiều ứng dụng cùng lúc trên một cái màn hình rất lớn như thế này. Các bạn cứ tưởng tượng một cái màn hình lên tới 14.6 inch, tức là nó còn to hơn cả phần lớn những cái mẫu laptop khoảng 13 inch 14 inch bây giờ các bạn đang thấy trên thị trường. Thì tức là mình có một không gian rất là rộng, mà nó còn là tỷ lệ 16:10 nữa các bạn đó. Vậy nên các bạn cứ tưởng tượng mình nốt một bên, mình sử dụng Samsung nốt một bên ghi chú rồi phác thảo này hay là viết vẽ các thứ gì đó, rồi một bên mình tự tin để có thể mở thêm một cái cửa sổ nhỏ khác để mình tìm kiếm những tài liệu, bên dưới mình vẫn có thể mở được thêm một cái ứng dụng liên quan đến check mail hoặc là tin nhắn gì đó để mình có thể không bỏ lỡ bất cứ một cái thông tin quan trọng nào khi người khác cần tìm đến bản thân mình. Tuyệt vời chưa? Đó. Và khẳng định luôn với các bạn, cái giao diện Samsung Dex nó là một trong những thứ tuyệt vời nhất trên bất cứ một chiếc tablet nào đến từ nhà Samsung. Bởi vì nó quá khác biệt so sánh với bất cứ một mẫu tablet nào các bạn đang thấy trên thị trường. Ok. Ở cái lúc này, nhiều bạn lại nói rằng thằng này xàm xàm, một cái tablet chạy hệ điều hành di động, lại còn chip chỉ là chip di động thôi, làm nhiều ứng dụng một lúc như thế, kiểu gì cũng chả lắc lòi ra, ông chỉ được cái mồm, làm sao mà dùng được. Không, các bạn sai rồi. Hiệu năng của Galaxy Tab S8 Ultra nói riêng và Galaxy Tab S8 series là
cực kỳ mạnh, bởi vì nó sử dụng con chip xử lý 4 nanomet đầu tiên trên thế giới là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, và nó cực kỳ nhanh, nó cực kỳ mạnh và nó mang lại rất nhiều những cái trải nghiệm thực sự là quá tuyệt vời trên cái tablet này luôn. Các bạn cứ thử tưởng tượng nhé, mình có thể mở hàng loạt ứng dụng một lúc, nó vẫn đáp ứng và nó vẫn phản hồi một cách cực kỳ nhanh. Mình có thể vừa làm ghi chú, mình vừa lướt web, thậm chí mình vừa mở thêm một vài những ứng dụng nhỏ nhỏ khác nữa, nó vẫn đáp ứng một cách cực kỳ tốt. Chưa kể, nếu như mình đang làm việc mà căng thẳng quá, mình muốn phải chơi game một chút xíu gì đi cho nó nhẹ cái đầu, PUBG, Max Setting chơi ok ngon lành hết. Thậm chí là Genshin Impact vẫn có thể chiến cực kỳ ngon trên cái tablet này. Và các bạn cứ thử tưởng tượng chơi Genshin Impact trên một cái màn hình to đẹp như thế này, mở Max Setting lên thì những cái hiệu ứng chi tiết nó còn đẹp hơn nữa, nó còn phê hơn nữa, và nó sẽ giúp cho mình có những trải nghiệm thực sự là quá tuyệt vời trên một cái màn hình siêu đẹp trên con Galaxy Tab S8 Ultra này luôn. Đó, nên cho dù các bạn làm việc hay cho dù là các bạn giải trí, cho dù các bạn chơi game, tin chắc luôn với các bạn, con tablet này đáp ứng một cách tuyệt vời và không ngán bất cứ một thứ gì. Mà từ nãy giờ các bạn cũng thắc mắc là mình cứ cầm cái bút này mình nói hoài, bút có gì hay mà mình cầm hoài như thế. Khi mà các bạn sử dụng cái giao diện Samsung Dex trên con Galaxy Tab S8 Ultra này thì chúng ta cũng có luôn cả một cái bộ gồm bàn phím và trackpad, thì tức là các bạn có thể sử dụng nó như một cái laptop bình thường, di chuột rồi cuộn trang mọi thứ đều thực sự rất là mượt mà. Nhưng mà cái mà mình thích nhất đấy là cái bút S Pen này, khi mình có thể thao tác trực tiếp trên cái màn hình này với một cái độ chính xác cực kỳ cao. Độ trễ của nó chỉ là 2.8 mili giây, thế nên khi mà mình viết này, mình vẽ này, hay là mình có làm một cái gì đó mà cần phải take note những cái chi tiết trên cái màn hình này, nó vẫn đều đáp ứng một cách cực kỳ tốt. Và cái quan trọng là khi mình kéo nét mọi thứ, nó thật đến mức độ mình cảm giác như mình đang viết trực tiếp trên giấy luôn đấy các bạn. Nó cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn, nó đã kinh khủng. Mà chưa kể nhé, chúng ta gần đây cũng đã có những cái ứng dụng có thể nói là hợp tác độc quyền để chúng ta có những cái trải nghiệm mới lạ hơn. Ví dụ như với Samsung thì hợp tác độc quyền với Clip Studio Paint để chúng ta có thể dùng cái bút này này để viết này, vẽ này, hay chúng ta có thể thiết kế design trên cái tablet này một cách cực kỳ ok, bởi vì cái phần mềm đó có thể hỗ trợ được cả cái file của Illustrator, ghê chưa? Đó, tức là thậm chí các bạn có thể thiết kế một cách chuyên nghiệp trên cái tablet này luôn. Cá nhân mình thì mình không giỏi về cái vụ đấy lắm, nên là mình chỉ nghịch ngợm là chính thôi. Và thực sự là cái phần mềm này nó cực kỳ mạnh mẽ để giúp mình có thể làm được nhiều thứ hơn. Mà chưa kể là với những cái ứng dụng mặc định sẵn có của Samsung thì nó cũng sẽ giúp các bạn có thể thiết kế được khá nhiều thứ. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể chụp một tấm hình gì đó từ điện thoại, sau đó gửi vào cái tablet này, sau đó design từ cái tấm hình đó để chúng ta có một cái thành quả cuối cùng nó độc lạ hơn, nó thú vị hơn. Đấy, tất cả chỉ nhờ một cái bút S Pen như này mà thôi. Thậm chí nhiều bạn sinh viên ấy, mà các bạn muốn ghi dấu ấn với các nhà tuyển dụng thì các bạn cũng có thể dùng bút S Pen này để chúng ta tự tạo ra một cái CV theo cái dấu ấn riêng của bạn. Nó không đụng hàng với bất cứ ai, bởi vì bây giờ nhìn nhàn nhạt chỗ nào cũng CV theo kiểu top CV các thứ này nọ, nhạt nhẽo lắm rồi các bạn. Các bạn tự sáng tạo đi. Đấy, S Pen ở đây, tablet của Samsung ở đây. Vậy thôi. Ok, nói từ nãy đến giờ rất nhiều những thứ liên quan đến công việc rồi, liên quan đến giải trí các thứ, game khủng các kiểu, liên quan đến bút S Pen rồi. Nhưng mà có một trong những cái thứ khác mà mình tin là ai cũng sẽ cực kỳ mê khi dùng cái con này, đó là xem phim các bạn ạ. Ngoài cái việc màn hình nó rất lớn, màn hình nó theo tỷ lệ để mà giúp các bạn xem phim cực kỳ sướng, chúng ta còn một thứ khác nữa, đó là hệ thống 4 loa được tinh chỉnh bởi AKG, và nó hỗ trợ luôn công nghệ Dolby Atmos, tức là cái hệ thống âm thanh vòm để giúp các bạn có thể tái hiện lại những cái video, những cái thước phim theo chuẩn Dolby Atmos này với một cái trải nghiệm nó đã hơn. Các bạn cứ tưởng tượng là khi mà xem những cái thước phim mà hành động có những cái hiệu ứng bom nổ bùm chéo khắp nơi các thứ thì chúng ta sẽ có những hiệu ứng, ví dụ tai trái kiểu, tai phải kiểu, nghe nó sống động kinh khủng đấy các bạn. Và rõ ràng là đây cũng là một trong những cái trải nghiệm thực sự rất tuyệt vời trên nó. Mà còn có một cái hay nhé, là con tablet này chúng ta cũng có rất nhiều những cái micro để giúp các bạn có thể thu âm một cách cực tốt, mà thậm chí là nó còn có thể giảm lên tới 50% tiếng ồn mà nó vẫn focus được vào cái giọng nói của bạn một cách cực kỳ tốt. Thế nên là khi mà chúng ta có cần phải video call hay là chúng ta có cần phải họp online ấy, thì kể cả trong những môi trường hơi nào một chút xíu, nó vẫn có thể thu lại được rất rõ cái giọng nói của bạn. Mà chưa kể chúng ta có bộ đôi ống kính ultra wide, tức là camera trước cũng có ultra wide 120 độ, camera sau cũng có ultra wide luôn. Vậy nên nếu các bạn thích, chúng ta cũng có thể ghi lại được những cái video. Thế nên các bạn thích thì chúng ta cũng có thể ghi lại được những cái video như thế này. Này là mình đang quay camera góc siêu rộng và mình đang ngồi quán cà phê, và các bạn có thể thấy là cái view ra ngoài của mình như thế này này. Đẹp không? Ừ, và ai nhưng mà đang trong cái môi trường rất là thiếu sáng, mình phải nói là cực kỳ thiếu sáng luôn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là mặt mũi mình mọi thứ đều vẫn thu lại một cách rất là tốt, và cái âm thanh của cái giọng nói của mình vẫn mang lại chất lượng cực kỳ ok khi mà thu bằng chính con Galaxy Tab S8 Ultra này luôn.
ánh sáng hơi tệ nên là mặt mình nó hơi nát. Và đằng sau bên ngoài này, các bạn nhìn góc bên ngoài này. Ồ, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó. Và xịn sò luôn, ở đây còn có một gia đình khác nữa này. Đấy, có con bé nhà mình đây. Đó. Đưa cả nhà đi đổi gió các bạn ạ. Đấy, thực ra là vợ con mình một góc, mình ngồi góc làm việc, chứ ngồi cạnh con gái mình cứ đòi mình hoài à. Mà cũng nhờ cái ống kính camera góc siêu rộng này thì nó lại cũng có thêm một cái tính năng khác, đấy là auto framing. Tức là ví dụ như có một mình thì không sao, nhưng nếu có ai thêm vào trong khung hình thì nó sẽ tự động scale để lấy được cả khuôn mặt của cả mình và người khác nữa. Một tính năng cũng khá là hay, phục vụ cực kỳ tốt cho những công việc liên quan đến video call. Rồi chưa kể chúng ta cũng có khá nhiều màu sắc, ví dụ như là sáng bóng đêm này, thậm chí các bạn sẽ còn có một vài option khác như là bạc ánh trăng cho Galaxy Tab S8 và Tab S8 Plus. Và tất cả những sản phẩm này đều là chất liệu nhôm armor aluminum cực kỳ bền, bền đến mức độ mà anh Jerick Everything bẻ không nổi luôn. Độ bền của Galaxy Tab S8 Ultra thực sự là khiến mình vô cùng bất ngờ luôn. Mà các bạn cũng thấy đấy, mình dùng Galaxy Tab S8 Ultra bên cạnh rất nhiều sản phẩm khác của Samsung, ví dụ như là đồng hồ Samsung này, ví dụ như là điện thoại cũng là Samsung, tai nghe cũng Samsung. Thế nên chúng ta cũng có rất nhiều những cái tính năng liên quan đến hệ sinh thái Samsung Ecosystem để giúp mình có nhiều những tính năng thú vị hơn. Đã từ lâu lắm rồi mình không còn xem ảnh trực tiếp trên cái điện thoại của mình nữa. Mỗi khi chụp xong mình đều quick sharing sang cái tablet này để mình có một cái màn hình lớn hơn, chất lượng hiển thị đã hơn và xem ảnh các thứ nó cũng sướng hơn rất là nhiều. Chưa kể nó có tính năng màn hình thứ hai để giúp mình có thể mở rộng cái không gian hiển thị nếu như đang sử dụng những cái máy tính Windows. Hay cái sự chuyển đổi thông minh từ điện thoại đến tablet thì nó cũng hỗ trợ công việc của mình rất là tốt, khi mình có thể nhận cuộc gọi từ chính cái tablet này, hoặc mình có thể sử dụng chỉ một cái tai nghe thôi cho cả hai thiết bị cùng một lúc, rất là tuyệt vời. Các bạn nghĩ sao về chiếc tablet này, về Galaxy Tab S8 Ultra này, ngon hay là không? Với cá nhân mình đánh giá thì cái từ ngon thôi nó là chưa đủ. Nó một điều đó là phục vụ quá tốt được cái nhu cầu của bản thân mình, và đến bây giờ mình vẫn cực kỳ hài lòng với nó. Và các bạn cảm thấy Galaxy Tab S8 Ultra có hợp với nhu cầu của bạn hay là không? Với cá nhân mình thì cực kỳ hợp luôn, và đến bây giờ mình vẫn đang rất hài lòng với em tablet này. Và có một chương trình cũng khá là hấp dẫn để các bạn có thể sở hữu và tận hưởng Galaxy Tab S8 series với mức ưu đãi lên tới 11 triệu đồng lận cơ. Từ ngày 1 tháng 4 2022 cho đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022 thì các bạn sẽ được tặng cả bao da bàn phím trị giá lên tới 7 triệu đồng đối với Tab S8 Ultra và lên đến 4 triệu đồng đối với Tab S8 hay là Tab S8 Plus. Đương nhiên là chúng ta còn rất nhiều những ưu đãi khác như là miễn phí gói bảo hành Samsung Care Plus này, rồi rất nhiều những cái đặc quyền khác nữa cơ. Thậm chí các bạn còn được tích điểm lên tới 2 triệu đồng ngay khi mua Galaxy Tab S8 Ultra, thậm chí nên nhập mã thêm 1 triệu khi mà mua Galaxy Tab S8 và Tab S8 Plus nữa cơ. Thôi, chương trình này thì mình cứ để phía bên dưới phần mô tả video, các bạn nhớ click vào để mà cập nhật một cách cụ thể hơn nhé. Ok, vậy các bạn nghĩ sao về nó, hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.